chọc dịch màng tim. Thì giải phẫu ở khoa màng tim đấy thì các bạn biết rồi đúng không ạ, bao giờ nó cũng có lá thành và lá tạ đúng không ạ, và ở giữa đấy là một cái khoang ảo thì không có cái gì nhiều để nói cả. Thế bây giờ chỉ có điều là gì, chỉ à, các bạn trật tự nào, kia là lỡ. Thì bây giờ là chẩn đoán thì chúng ta dựa vào chọc dịch màng tim, khi nào chỉ định khi nào thì như tất cả các loại dịch trên đời, dịch màng bụng, dịch màng phổi, dịch màng gì đi nữa thì cũng bao giờ cũng hai chỉ định chọc. Một là chọc để chẩn đoán để mà xem là nguyên nhân là gì đúng không ạ, và thứ hai là chọc để điều trị. Thì thật ra bây giờ với những cái gọi là trang cái điều kiện mình tốt ở viện, thật ra để chọc để chẩn đoán là ít lắm đúng không. Hồi trước ví dụ như là chẳng cái đấy 10 năm thời của bác sĩ Hoa đây còn có thể không có CT, không có nội soi phế quản, dịch mình tiêm tí tí để mình chọc xem nó có lao hay không, hay là xem có cái gì không. Chứ còn bây giờ thì đến chợt đấy mình đều có phương pháp khác để chẩn đoán, mình chụp CT, mình nội soi, mình điều gì mình cũng lấy được cái dịch đấy ra. Thế chủ yếu là chúng ta chọc để dịch để mà ấy thôi, để mà điều trị đúng không ạ. Chọc điều trị thì tóm lại là chỉ định chính là gì, khi bệnh nhân tràn dịch màng tim mà có ép tim cấp thì nó phải chọc. Thì lâm sàng thì bao giờ bệnh nhân cũng khó thở, nhịp nhanh, tĩnh mạch cổ nổi, gan to đúng không, và nếu mà thấy là gì nặng nữa thì có thể có mạch đảo và tụt huyết áp đúng không. Ví dụ bạn Phúc này đã sờ được bệnh nhân mạch đảo nào chưa, mạch đảo là thế nào nào, có suy thất phải nặng hay hen phế quản CVD là cũng có mạch đảo đúng không. Nguyên tắc là thất phải nó không giãn ra được thì khi mà hít sâu vào thì nó đẩy lồi ra thì thất trái nó bị ép vào đúng không ạ, thì lúc đấy là huyết áp tâm thu nó giảm thôi. Thì cái đấy là rất là đơn giản. Nên là cái cách mà cho các bạn đợt trước tôi hay đi hội chẩn, nên nếu mà có ai mà hội chẩn do tim mạch mà trong đêm 1 giờ đêm chẳng hạn mà không muốn chọc thì nếu mà mạch đảo âm tính thì nó không cần thiết phải chọc nếu mà bệnh nhân vẫn nằm đầu bằng được đấy. Và điện tâm đồ thì thông thường cho thấy có nhịp nhanh xoang và những cái dấu hiệu gọi là luân phiên điện học. Thật ra tức cái mỏm tim nó cứ bê trong khoang mà ngoài tim thế này thì lúc thì cái phúc bộ quét nó hướng lên trên, lúc thì nó hướng xuống dưới, cái biên độ thay đổi, cái này rất là dễ thôi. X quang thì cái này là kinh điển rồi, thật ra bây giờ cũng ít khi mà đè bệnh nhân nghi ngờ chẩn dịch màng tim để ra đi chụp X quang thì thấy là gì, bóng tim rất là to đúng không ạ. Đấy đấy, và cái chẳng hạn nhất là rõ là siêu âm tim. Chắc chắn là bây giờ nếu mà bạn học viên sau đại học bộ môn tim mạch tối thiểu cũng đặt được cái đầu dò ở vào được dưới mũi ức để xem là cái dịch màng tim như thế nào, thì cái này chắc là các bạn ở C1 là cũng làm được rất là tốt rồi. Tuy nhiên là thế này, có một số trường hợp là chúng ta không có điện tâm đồ trong tay, siêu âm tim không có, rồi là X quang đi không có, để chưa phải nghĩ đến chẳng thể mình khi nào, khi mà bệnh nhân tụt áp, kích thích, khó thở, nhịp tim nhanh, gan to, tĩnh mạch cổ nổi, đặc biệt là bệnh nhân sau khi tiến hành một số thuật tim mạch có nguy cơ gây tràn dịch màng tim. Cái này mới là cái mà chúng ta là hơn người có được học là thế. Ví dụ như là một bệnh nhân sau khi nong văn hai lá về chẳng hạn, nong xong rồi tiên thấy tụt áp thì phải nghĩ đến là gì, có do quá trình chọc vách đi nhĩ là gây tràn dịch màng tim hay không. Bệnh nhân biết thông nhĩ đã từng gặp nhiều trường rồi, đang biết một cái là gì, khi mà lường gai oai đấy, tuần trước là có một ca ở Q2 ấy nhỉ phải không, là gì gây đâm ra thủng tiểu nhĩ, khi mà luồn gai oai từ nhĩ phải sang nhĩ trái là gây thủng tiểu nhĩ, gây tràn dịch màng tim, hoặc là khi can thiệp mạch vành gây vỡ động mạch vành đấy. Tóm lại cái này là cái mà chúng ta phải nghĩ đến, là một số bệnh nhân làm những cái thủ thuật có nguy cơ gây tràn dịch màng tim, hay là một số bệnh nhân cũng có thể là cái này gặp ít thôi, là sau phẫu thuật tim, sau tim có thể bệnh nhân đã ra viện rồi nhưng mà những cái chỗ gì đấy nó vẫn chảy dịch ra và nó gây tràn dịch vào người tim. Thông thường các bạn biết là sau khi phẫu thuật tim mạch bao giờ nó cũng lưu những cái dẫn lưu khoang màng tim, dẫn lưu trung thất, nó có mấy cái ống đấy, nhưng có thể là khi họ rút ra rồi, thậm chí tôi gặp trở là bệnh nhân ra viện rồi sau 2 ngày vào viện trở lại thì bệnh nhân là sau phẫu thuật thay van tim lại dùng heparin xong là dùng chống đông rất là mạnh và lại gây nặng thêm tình trạng chảy máu khoang màng tim thì xuất hiện như thế này. Thì những cái lúc đấy đặc điểm những trường hợp này đều là gì, nó khác với trường hợp tràn dịch màng tim do bệnh lý ví dụ bệnh lý ung thư chẳng hạn, là gì nó diễn tiến rất là nhanh đúng không, chỉ một ít dịch cũng gây triệu chứng lâm sàng, và như thế là cái chúng ta phải nghĩ đến để mà gì, nghĩ đến để mà đẩy ngay cái máy siêu âm tim ra, chứ đừng có nghĩ đến để mà sang vào chặt luôn, đẩy máy siêu âm tim ra chứ còn đừng loay hoay là đi xem là nguyên nhân là gì nữa, mà là phải nghĩ đến cái bệnh lý đấy. Quan trọng là chúng ta phải nhớ về cái lâm sàng là như vậy đấy, và nhớ là diễn tiến nhanh dễ dẫn đến ép tim cấp đấy, và chỉ định thì khi dự ép tim hoặc khi tràn dịch màng tim số lượng nhiều nhất là có ép tim cấp thì các bạn cứ phải chọc thôi. Chuẩn bị trước thủ thuật thì tinh thần chung đây là cái hình tôi chụp lâu lắm rồi, chụp ở cái phòng C3 tim mạch đấy, từ thời gọi là quá khứ cái đấy 10 năm rồi, phải giải thích kỹ cho bệnh nhân về thủ thuật, bắt monitor theo dõi, đọc cái đường truyền tĩnh mạch, cái thủ thuật rất là cơ bản thế này. Và nếu mà những bệnh nhân mà chưa biết rằng những lời gì suy thất phải rất là nặng thì các bạn nếu mà dùng thuốc gì thì nên cho dịch vào, đặc biệt là cho dịch chảy nhanh, và đặc biệt trong trường mà tràn dịch màng tim
tôi hay nói là cấp mà do thủ thuật tim mạch đấy, cái này là chúng ta phải biết. Ví dụ như là tràn dịch màng tim do vỡ động mạch vành, gây thủng mạch vành, hay là sau làm, tôi có mấy ca là sau làm ta vi khi đặt một cái địa cực vào thất thải thôi cũng cũng gây tràn dịch màng tim, lúc đấy là mất dịch máu nhiều thì các bạn phải gì, cho dịch chảy nhanh vào để truyền dịch cao phân tử, hoặc là đi lĩnh máu chuyển máu vào, đúng không? Các bạn đã, chắc đã từng ở đây, nếu là nội trú tim mạch mà chăm chỉ một tí là cũng chắc là ai đã từng đi lĩnh máu một lần để truyền cấp cho những trường mà thủng mạch vành rồi đấy. Thì bù dịch rất là tích cực. Dụng cụ thì nó phải có xe cấp cứu, dụng cụ cấp cứu, thuốc cấp cứu, có mà thiết bị theo dõi huyết động, có điện tâm đồ, máy siêu tim tại giường. Đây là những cái dụng cụ cơ bản các bạn chuẩn bị. Dù ở tuyến dưới chúng ta không có được đầy đủ những cái này, nhưng mà tối thiểu những cái này là cũng nên có, đúng không? Chúng ta không nên làm mò, trừ trường hợp là ép tim cấp mà rõ ràng là cực kỳ cấp, chết đến nơi rồi thì có thể là phải chọc cái dịch vào, chứ còn nếu không là chúng ta nên có đầy đủ những cái thiết bị như vậy. Đây là cái bộ dụng cụ chọc dịch màng tim thì thật ra là thì cũng rất là được thôi, không có vấn đề gì cả. Thì nguyên tắc của tất cả các thủ thuật gọi là lát nữa thế là theo Scott Sendinger, tức là làm sao gì, chọc được vào cái khoang đấy, luồn cái ống thông vào, xong rút cái kim ra và đưa cái gọi là cái dây dẫn vào để dẫn lưu dịch ra. Đây là cái bộ chọc dịch màng tim đấy. Các bạn thường sẽ có một cái kim chọc mạch kích cỡ khoảng 18-22 gauge đấy đấy, và bộ sheet tốt nhất, đây là cái kinh điển nào, là có sheet 5 French, 6 French, 7 French và có cái guideline. Đó, có guideline, ví dụ như guideline của cái bộ mà đặt cate của bạn chỉ là guideline 0.018 thôi, thì guideline thường cái support không đủ, thì nếu mà tốt nhất, kinh điển nhất là dùng cái guideline kích cỡ là 0.035 inch suốt cản quang đấy. Đấy cái bộ guideline, các bạn nhìn ở phía dưới là cái guideline đấy, và cái toàn bộ cái bộ sheet là như vậy. Vị trí chọc dẫn lưu, tóm lại nôm na thế này, vị trí chọc dẫn lưu là cứ các bạn làm thế nào để chọc trúng quả tim là được, đúng không? Thì trước khi vào đến quả tim thì nó sẽ vào đến khoang màng tim, đúng không ạ? Thế thôi. Thì kinh nghiệm ở nơi thì tuy nhiên cái này là quan trọng này, tại sao lại hay chọc dịch màng tim ở đường mắc phăng chứ không hay chọc những đường như đường đi La Khoa, thì đường cạnh ức thì thật nói là cả đời tôi chưa chọc lần nào cả, hoặc đường từ thành bên của tim mà từ màng tim thì chắc là tôi chọc khoảng tầm 10-15 lần gì đấy thôi, và lại chưa đi được mắc phăng. Tại một vấn đề rất quan trọng, đường mắc phăng phía dưới hữu ước này nó chỉ là tim thôi, nó không có một tổ chức nào khác cả. Còn nếu các bạn đi đường thành bên, đúng không, nó có thể đi khoang màng phổi, nó gây tràn khí màng phổi, đúng không? Bạn đi đường thẳng đường cạnh ức này có thể đi qua nhiều tổ chức khác ở phần phía trước trung thất, đặc biệt là hai cái đường đấy nguy cơ rất cao các bạn chọc vào động mạch vành, các bạn chọc vào động mạch vành. Cái này đã từng gặp rồi, chọc xong bệnh nhân sẽ rung thấp. Chúng ta tất nhiên chúng ta cũng chẳng có cách nào chúng ta kiểm chứng lại, nhưng mà nó là nguy hiểm. Và cái đường dưới mũi ước là đường quan trọng, là đường dễ nhất, cái nguy cơ nặng nhất là ông xiên vào tim thôi, chứ ông không xiên vào những cái tổ chức khác. Đấy, đấy là cái quan trọng, đấy là lý do tại sao mày phải chọc dịch màng tim đường mắc phăng là như vậy, đúng không? Đây cái hướng như thế này, thì nếu mà cái này mà đã gọi là đã ai đã từng chọc dịch màng tim rồi thấy là câu chuyện này khá là đơn giản thôi. Và chọc dịch màng tim nếu mà có ép tim cấp mà dịch màng tim nhiều, nói thật nó còn dễ đặt catheter, dễ hơn đặt máy tạo nhịp, rất là dễ. Thì dịch mênh mông thì cứ chọc làm sao nó vào là được. Đây, đây là khoang màng tim, các bạn bạn thấy gì, đi cái đường dưới mũi ước là đường an toàn nhất, đúng không? Tất nhiên là khi mà muốn chọc dịch này thì chúng ta phải khẳng định lại bằng siêu âm tim là cái gọi là cái đo cái gọi là cái khoang màng tim ở vị trí mặt dưới thất phải, theo kinh nghiệm tôi mà nó từ 10 mét trở lên thì chọc vô tư, nhắm mắt chọc cũng vào được. Kỹ thuật thì tốt nhất là gì, chúng ta phần lớn nếu mà chúng ta đã chọc ở C1 hay C nào đó hồi bây giờ thật ra là cũng hay đưa xuống C1 thì nó cũng là cái tốt thôi. Nhưng mà hồi tôi là nội trú khoảng tầm 2007-2008 thì tôi tràn chọc dịch màng tim ở trên khoa C6, vậy nên chọc dịch màng tim là lôi ra phòng thủ thuật là chọc ngay ở trên đấy. Đấy thì là gọi là chọc bằng tim mù. Ngoài ra có thể là mới chọc với cả máy ghi điện tim liên tục, tức là lắp cái thiết bị ghi điện tim vào cái kim chọc. Và tốt nhất bây giờ nếu mà xịn nhất quả đất là cho chọc dưới hướng dẫn của màn hình quang tăng sáng, thì cái đấy là cái rõ nhất, đúng không? Đây vị trí đấy thì kinh điển là vị trí đường dưới mũi ước là đường mắc phăng, chọc khoảng 2 cm dưới bờ sườn bên trái mũi ước. Đầu tiên là chúng ta là chọc góc 45 độ, sau khi qua được gọi là thành ngược rồi thì mới hạ đốc kim xuống và hướng về cái mỏm cùng vai bên đối diện tại bên trái đấy, và chọc vào và vừa chọc vừa hút âm liên tục. Nhưng cái này thì chắc là bạn nào mà đã từng chọc rồi thì thấy rất là dễ, đúng không? Khẳng định là nguyên tắc làm thế nào được các bạn
cứ nói ra nôm na là các bạn cầm một con dao, các bạn muốn đâm vào tim thì việc các bạn cầm cái kim là sao chọc vào cái quả tim là được, đừng có chọc đi tổ chức khác. Nhưng mà vừa chọc phải vừa hút đâm liên tục, để trước khi vào đến tim thì nó sẽ vào đến khoang màng tim và mình hút ra dịch thôi. Đấy, hút đâm liên tục trong quá trình dòng đến tim, chọc rất nhẹ, đi từng, mà vẫn nói là hồi trước thầy mình Hùng dạy tôi là đi từng nanomet, rồi chọc tiến cái kim, mũi kim mình nó đi từng nanomet, đi rất là chậm, rất là chậm thôi, chứ không phải chọc bụp một phát như thế này và hút ra thấy máu đen kịt đấy, mà tưởng là chọc dịch màn tim, thật ra đấy là chọc luôn vào tất cả, đúng không ạ? Đấy. Còn nếu cách thứ hai là chọc dịch màn tim với máy ghi điện tâm đồ liên tục thì cơ chế nó thế này, đó là chúng ta lắp cái, đây là kinh điển trong sách thôi, tức là chúng ta lắp cái dây điện cực vào với cái kim này, và khi nếu mà đụng vào khoang màng tim nó sẽ xuất hiện những gì, ngoại tâm thu, hoặc là mình để ghi ngay những cái điện thế nó thay đổi lên như thế này. Thật ra là chúng ta cũng chắc là cũng không. Và nếu mà tốt nữa thì trước khi mà chọc dịch màn tim nên trực tiếp đặt đờ siêu âm để dưới siêu âm, mà tôi nói lại là mặt dưới thất phải, đường kính nên từ 10m trở lên, nhưng 10m trở lên trong thì tâm trước, từ khi mà tim giãn ra, chứ đừng có nhìn trong thì tâm thu. Trong thì tâm thu có thể 10mm, nhưng trong thì tâm trường giãn ra lại đến tầm 0,5mm thì thôi, đừng có chọc làm gì cả. Đấy. Và đây là chọc dưới màn hình quang tăng sáng, đây là một cái ca này đấy, và vài mình để chọc đi vào được, lát nữa chỉ cái hình thôi. Đó, chuẩn bị bệnh nhân thì ra sát khuẩn và chúng ta chạy toan cho bệnh nhân, không có vấn đề gì cả. Chúng ta gây tê và ra thăm dò, đúng không? Chúng ta có thể chọc hút dịch trước bằng kim chọc mạch. Hồi trước thì kinh điển vẫn là hay tiêm cho bệnh nhân 4 ống atropine trước, người ta là gì, để tránh cái phản xạ cường kế vị. Thì bây giờ không biết là còn tiêm atropine không, thì vẫn là có, nhưng thật ra là cái đấy chỉ có sợ là khi mình có chọc mình kích thích vào tim thôi, chứ còn nếu mà mình không chọc vào tim thì bốn ống atropine nó cũng chẳng để làm gì cả đấy. Nhưng mà nếu mà mình có sẵn thì mình cứ tiêm atropine thì không có gì sai sót cái việc đấy cả đấy. Và nên chọc hút dịch bằng kim chọc mạch trước, đã từ chọc thăm dò bằng cái kim vàng ấy, giống như là việc các bạn mà đặt catheter thì các bạn hay chọc cái kim vàng trước đúng không, sau đó thì mới đem cái kim 18 gauge ra mình chọc đấy. Sau khi mà đã chọc vào rồi thì mới đầu đút cái gai ra vào, đúng không, rạch ra ra nong bằng cái dilator, và sau đó trên cái gai đấy luôn catheter vào gai và khoang màng ngoài tim, thì kỹ thuật Schrödinger kinh điển này rồi, và đặt dẫn lưu dịch màng tim hút áp lực âm liên tục. Nói ra thì nó hơi buồn cười, thì nó rất là basic, rất là cơ bản thôi, nó cũng không có gì gọi là ghê gớm cả. Đây là các bước. Đấy. Còn nếu mà cái cách mà nếu mà các bạn có một cái sheet thì là tốt nhất. Tại vì sao? Tại vì nếu mà các bạn nhìn cái catheter một nòng ấy hay là ba nòng nó thì nó rất là bé. Cái ống này nó rất là bé và đôi khi dịch nó chảy ra yếu yếu một chút, vì dịch ấy, nếu mà dịch máu, dịch nhiều phim pin nó lại tắc luôn lại cái catheter đấy thì đấy rất là khổ sở ra. Thì mình dùng cái sheet nó to là 6 French, mà các bạn biết rằng gì? 3 French là bằng 1mm, tức là 6 French bằng 2mm, cái lỗ 2mm rất là to, thì khó có khả năng nó tắc được cái đấy lại. Đấy là cái mà mình kinh nghiệm như vậy là mình nên đưa cái sheet đấy vào. Đấy, và đặt cái sông dẫn lưu pigtail. Đấy, đặt cái sheet như này, đặt cái dẫn lưu pigtail vào. Nếu mà thật ra gọi là đúng như mà những gì, ví dụ như hồi tôi ở Singapore ấy, thật ra tôi cũng chọc dịch màn tim mấy lần, thì khi đặt này rồi là người ta còn rút luôn cái sheet ra. Tại vì sao lại như vậy? Tại vì cái sheet nó rất là cứng, nó lại cọ và cái khoang màng tim nó gây khó chịu với bệnh nhân. Khi mà dịch nhiều mênh mông thì không sao, nhưng khi mà dịch nó hết đi thì cái catheter của mình rất là cứng, nó sẽ cọ vào. Thế nhưng mà nếu mà các bạn rút ra đấy thì rất là nguy hiểm. Nếu mà các bạn không khâu cái pigtail cẩn thận thì có khi bệnh nhân cựa mình nó tụt hết cả hệ thống ra, thì lúc đấy lại khóc giờ nhớ giờ với nhau, phải chưa? Nên là nếu mà chúng ta ở C1 thì cứ đặt cái sheet này ở đây, xong ra sheet này nó có cái tai, nó có cái ống thông, nó khâu tịt cái sheet này lại, giống như khi các bạn đặt máy tạo nhiệt tạm thời ấy, không được tụt cái sheet đấy ra thì bao giờ là cái sheet đấy cũng nằm trong khoang màng tim đấy, và chúng ta có thể hút ra cái đủ thứ cũng được. Một số cái tip and trick này, để tôi nghĩ là cái này là nó nâng cao một chút, thì để các bạn lưu ý là cái dụng cụ thì chúng ta có thể có đây cái kim nhỏ và cái kim to. Thì theo ý tôi, khi mà các bạn chọc thăm dò thì kim càng nhỏ càng tốt, miễn làm sao nó đi được cái gai vai thôi. Tại vì sợ nhất là gì? Sợ nhất của chọc dịch màng tim là các bạn chọc vào thất phải, sợ nhất là vậy thôi, đúng không? Thì cái kim nhỏ, nếu mà kim nhỏ mình chọc mình thấy vào thất phải hút ra máu đen để sau một lúc nó lại đông thì cho biết thôi, thất phải thì mình rút ra, thì cơ thất phải, nếu mà những bệnh nhân không có suy thất phải nặng, cơ nó tốt, nó tự bịt lại chẳng làm sao cả, nói thẳng là thế đấy. Rồi mình trung hòa heparin rồi các thứ thì không làm sao cả đấy. Đừng dùng cái kim to như kia, đây là kim catheter một lòng của các bạn đấy, đúng không? Nó có thể thì nó rất là to, còn cái kim bé chúng tôi chỉ chặt những cái kim như này thôi thì nó rất là nó nhẹ nhàng,
hơn, mà nếu nó có vấn đề gì thì cái giá phải trả nó không nhiều lắm. Đấy, động tác chạm dẫn lưu đấy các bạn nhớ cái hướng khi mà nó cao này đấy, chụp mã lại hình ảnh này, một cái tay này các bạn đều thông thạo rồi đúng không, đến mức là mình nằm mơ mình có thể là nghĩ là mình chặt chặt được cateter hay là chặt thường kim là cái động tác như này, và tay phải hút âm liên tục, hút âm liên tục đó, đấy đi vào trong hoa mà tìm tư thế chọc này. Khi mà đã vào rồi thì cái này là cái quan trọng này, các bạn hút thấy da, hút thấy máu, vậy thì các bạn làm sao các bạn biết được đây là khoang màng ngoài tim hay đây là khoang màng phổi hay đây là tệ nhất đây là vào thất thải, cái đấy là cái sợ đúng không. Thứ nhất là chúng dựa tính chất của dịch thăm dò. Hồi trước nếu mà thật ra mà tôi mà chọc thì tôi cứ cẩn thận là gì, để 3 phút xem nó có đông hay không. Tại sao tất cả các dịch ở trong các bình thường các khoang ảo của cơ thể lại hút ra là dịch không đông, người ta bảo là chọc dịch vào hút ra máu không đông, tại vì gì, lúc đấy là các không còn những cái yếu tố đông máu trong cái huyết tương nữa đúng không, huyết tương bao giờ cũng có huyết thanh cộng hemoglobin cộng với một loạt những cái yếu tố đông máu 2, 4, 7 cái gì nó hoạt hóa quá trình đông máu, còn những cái khoang ảo này thì nó không có yếu tố đông máu, vì thế hút ra là hút ra máu không đông. Còn hút ra mà sau khoảng tầm 3 phút mà máu đông như thạch thì thôi rồi, thì là các bạn chắc chắn là chọc vào đây rồi. Hồi trước tôi vẫn có một lần tôi đứng trong một bác sĩ nội trú mà chọc sóng đặt sheet rồi xong rồi thấy lại máu đông, lại đông kịch cả cái sheet đấy lạ đấy. Thế những trường hợp đấy thì làm thế nào, giữ nguyên xong rồi làm gì, à xong rồi đi hội chẩn ngoại thì để mở chứ đừng có mà rút cái đấy ra thực sự đấy, tại vì nó đang kịch đấy rồi mình có thể chuyển máu thì mà máu nó không chảy ra mất gì đâu, nhưng mà mình phải hội chẩn ngoại tức chứ đừng có rút cái sheet đấy ra đấy, dựa tính chất dịch thăm dò. Nếu mà các bạn thấy dịch vàng chanh thì nhiều khả năng là khoang màng tim thì nó không vào thất, nhưng đôi khi cũng có thể vào khoang màng phổi thì mình phải khẳng định lại và chẩn đoán siêu âm nhỉ, cho nó xem là vào khoang màng phổi hay khoang màng ngoài tim đúng không. Đôi khi cho nó có thể xác siêu âm tim cản đơn để xác định vị trí đầu kim chạc, thật ra là có máy siêu âm thì có nói làm gì nữa, là chúng ta đi đặt đầu dò vào xem cái vị trí nhìn cái kim đi đâu, và nếu vào một tí rồi thì bơm một tí thuốc cản đơn mà xem nó vào khoang màng tim hay không đấy. Đây và cái hình này thì đây các bạn có thể thấy là gì, khi mà tôi ngưng đặt chọc dịch màng tim dưới màn hình quang đang sáng rồi, đây là vỡ động mạch vành, đang làm can thiệp, đây là cái stent động mạch vành và cái guideline này, chúng ta có chạm tim là luôn cái ống thông Peter lên đây và bơm thuốc cản quang qua cái ống thông Peter đấy, thì các bạn thấy gì, thuốc cản quang nó có một cái dòng thuốc cản quang vòng đây này, đây thuốc cản quang rõ ràng qua màng tim rồi. Cái động tác này không hề thừa, tại vì thật ra hồi trước tôi cũng làm nhiều, đặc biệt hồi tóm lại là bình thường là một bệnh nhân ung thư có thể vào viện 3, 4 lần, 5 lần vì chạm dịch màng tim. Thế biện pháp là gì? Lường nó vào 5 cái màng ngoài tim ra thì tất cả dịch đấy nó chảy xuống khoang màng bụng. Thì để làm sao? Để chặt cái dịch màng bụng thì nó dễ hơn chặt dịch màng tim, cơ chế này thôi. Đã từng có lần là tôi đứng ngoài với Dương Anh Hải, đẩy giống nông cái teo lên, chụp một cái là nhìn thấy cả da cản quang, da động mạch phổi. Tôi đã chọc thủng là từ thất thải thôi, luôn ống thông Peter luôn một cái từ thất thải đi lên động mạch phổi rồi, là đi test cản quang cái là thấy, nhưng mà thôi gọi rút ra may quá lại không có vấn đề gì thế nữa, tại vì lúc đấy mình chưa hề cho cái sheet vào, mình mới chọc một cái và đưa cái guide và sau đó đưa cái ống thông Peter vào chứ chưa hề đưa cái sheet vào thì rất là rút ra cái rồi sợ, hai anh em cũng sợ nhưng mà may là không làm sao cả. Những cái động tác test này là cho thấy là gì, rất là an toàn, là rõ ràng cái này là khoang màng tim rồi đấy. Nó các bạn có nhìn thấy các bạn hiểu không, đúng không, cái vị trí đường vào này đầy cái ống thông lên mà chụp lên thấy là khoang màng tim đó. Thì một số cái biến chứng thế này thì kinh điển rồi, nó là cường phế vị đúng không, thì ta có nhịp chậm này rồi tụt huyết áp thì xử trí bằng atropine thôi, giãn thất phải cấp kia kích thích vào đấy là nó dạng suy thất phải, chọc vào thành tim là sợ nhất đúng không ạ, và cách xử lý là gì, là rút ra và thôi đi mời ngoại rồi các thứ thôi, thật là nhanh. Tổn thương nội mạch vành cái này thật ra cũng không có cách nào chứ biết là chọc vào mạch vành hay không, giải phẫu mạch vành nó rất là phức tạp, các bạn chọc vào mạch vành thì có thể một là gây nhồi máu cơ tim, thứ hai nó gây tràn dịch màng tim nhiều ra nữa đúng không, tại vì động mạch vành chạy ở thượng tân mạc ngay cạnh, nếu mà các bạn có một cái nhánh nó quặp lên vào dưới mặt dưới thất tải thất trái này thì các bạn hoàn toàn khả năng các bạn chọc vào động mạch vành đấy, có thể tràn khí màng phổi nó chọc đường thành bên. Theo dõi sau thủ thuật thì chúng ta theo dõi lượng dịch dẫn lưu mỗi 24 giờ, nên là nếu mà các bạn đảm bảo là đường chọc mình an toàn thì flush nước muối sinh lý tráng heparin để cho nó thông thoáng cái đường đấy, dùng thuốc giảm đau cho bệnh nhân, chụp lại X quang tim phổi làm lại siêu âm tim, siêu mổ bụng, rút ra lưu nén dịch dưới 75 ml trên 24 giờ. Cái quan trọng là thế này này, nếu mà chúng ta đã học cái lớp này, giả dụ được các bạn đặt cái dẫn lưu dịch màng tim mà sau đó 2 ngày nó bị tắc thì việc làm gì,
không ra dịch nữa thì làm gì? Mặc dù siêu âm tim là vẫn nhiều dịch, đúng không? Nhưng mà cái dẫn đến dịch thì nó không ra nữa thì làm thế nào? Gì? Hút tay nó cũng không ra được. Không, không ai bơm cả. Vì lúc đấy cách dễ nhất là các bạn cho một cái gai vai vào, đẩy vào để cho nó thông cái đường đấy ra, đúng không? Và hút, khi mà đưa gai vào rồi xong, đưa một cái ống thông vào tận trong cùng đấy, và lúc đấy thì các bạn hút ra thì chắc chắn là cái thông để nó sẽ thông. Các bạn phải có một cái gai vai đi, nó phá cái cục đi, nó giống như là cái tắt cái mạch vành mình đưa gai vai qua, thì tắt cái ống dẫn lưu mình đưa cái gai vai qua thôi. Đấy, và nhớ rằng gì? Nếu tình trạng tràn dịch mình tiếp tục tiến triển hoặc không thể chọc dịch được, nhanh chóng gọi ngoại khoa hỗ trợ, đúng không? Có thể là gì, nếu các bạn ở C1 các bạn có thể mở cửa sổ màng ngoài tim ngay tại C1, hoặc là vừa hồi sức vừa chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng mổ đó, hoặc là mở màng tim tối thiểu ngay tại cái lét. Tôi vẫn nhớ hồi tôi là sinh viên y3 thôi, đi trực là hồi đấy là còn có một ca sau nong van đấy là bị tràn dịch màng tim. Mình vẫn nhớ như in là thấy ông Hùng Ngô hồi đấy còn trẻ băng, mang cái hộp cấp cứu bằng bé bằng cái bàn tay này, chạy vào đấy mở dịch màng tim, mở cửa sổ màng ngoài tim trong vòng khoảng 10 phút tại cái phòng cấp cứu C3. Tôi vẫn nhớ hồi tôi Y3 cách đây khoảng tầm 15 16 năm là chắc là các thầy có nên là gọi anh Hùng Ngô từ Việt Đức chạy qua là mở cửa sổ màng ngoài tim ngay tại C3, mà làm cũng làm rất là khéo, chỉ trong khoảng 10 phút là xong, lại cắt cái hộp đấy đi. Đấy, thì hoàn toàn các bạn có thể làm như thế được, và luôn luôn nhớ rằng gì, tất mọi trường mình phải bình tĩnh, và nếu bất cứ vấn đề gì thì biện pháp xử trí là ngoại khoa, đúng không? Đấy là cái, đây là cái phần trình bày về chập dịch màng tim.